Sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt một tác phẩm tranh gỗ đón nhận kỷ lục Việt Nam. Với kích thước khổng lồ, bức tranh hiện là tác phẩm điêu khắc thủ công trên gỗ liền khối lớn nhất cả nước. Bức tranh có chiều dài 8m33, cao 1m7, dày 16cm. Do các nghệ nhân của xưởng chế tác thủ công tranh gỗ Bùi Gia làng nghề Ngọc Than, huyện Quốc Oai, Hà Nội thực hiện. Với chủ đề Vinh Quy Bái Tổ, mô phỏng lại nghi lễ quan trọng trong lịch sử văn hóa Khoa Bảng, ngợi ca truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn, bức tranh đã được trao hai kỷ lục: tác phẩm tranh điêu khắc thủ công trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và tranh khắc gỗ thủ công có lượng người được điêu khắc trên tranh lớn nhất, 300 người. Với gần 3 năm làm việc liên tục cùng kỹ thuật chế tác độc đáo, các nghệ nhân đã cho ra đời một tác phẩm ấn tượng, thể hiện rõ trình độ tay nghề của những nghệ nhân xưởng chế tác thủ công tranh gỗ Bùi Gia tại làng nghề chạm gỗ nổi tiếng của Hà Nội. Việc tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận tác phẩm này đã ghi nhận sự nỗ lực, tâm sức của những người thợ luôn hết lòng giữ lửa với nghề truyền thống, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, độc đáo của người Việt. Bức tranh được trưng bày 2 ngày, 23 và 24 tháng 12 tại Bảo tàng Hà Nội.